sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên luôn mang đến những sự yên tâm dành cho thủ môn Đặng Văn Lâm cũng như là tất cả các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Nhưng mà trận đấu chưa kết thúc, không biết là mức độ chấn thương của Malaha đến đâu.